Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm một món mứt nữa để chúng ta đón Tết. Và với công thức rất là đơn giản, các nguyên liệu cũng như là rất là dễ tìm mua, thì các bạn có thể là vào bếp và cùng mình thực hiện món mứt gừng dẻo nha. Thì để thực hiện món mứt gừng dẻo, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là gừng, các bạn nhớ là mình sẽ chọn cái loại gừng mà nó không quá non cũng như là nó không quá già, bởi vì nếu như mà quá già thì nó có nhiều xơ, mình ăn không ngon. Và khi mà mình chọn cái gừng nó non quá thì mình làm mứt nó ăn nó cũng không ngon các bạn ạ. Bởi vì non quá thì nó không có được cái vị cay. Và thường thì mứt gừng dẻo mình nên có cái vị hơi cay cay nhẹ thì nó sẽ ngon hơn. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 300g gừng. Một chút nữa thì mình sẽ đi cạo sạch hết vỏ gừng. Và ở đây là đu đủ, mình chọn là đu đủ sống nha. Nó phải còn sống như thế này nè. Thì ở đây là 350g đu đủ sống. Rồi một chút mình cũng sẽ đi bào mỏng luôn. Và đây là khóm, là mình cân lên được là 150g khóm, có nơi còn gọi là dứa đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình làm đến đâu mình sẽ chia sẻ công thức đến với các bạn đến đó nha, bởi vì có nhiều công đoạn đó. Rồi bây giờ đối với gừng thì các bạn sẽ sắc sợi nha, càng mỏng càng tốt ha các bạn. Rồi ha các bạn, đây là gừng các bạn, sau khi các bạn đã sắc sợi xong rồi mình để riêng. Còn ở đây là đu đủ sống. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái đồ bào như thế này, mình bào sợi nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho nước vào một cái thau như thế này để mình đi ngâm gừng. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng canh không quá vung nha các bạn, một muỗng canh muối. Rồi mình cho vào đây 50g đường. Lý do mình còn phải cho đường vào là để cho gừng nó bớt cái vị đắng cũng như là cái vị hăng và vị cay. Rồi bây giờ mình cho gừng sắc sợi và mình ngâm. Mình sẽ ngâm trong khoảng thời gian là 6 tiếng đồng hồ. Trong thời gian ngâm thì các bạn có thể là cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh cũng được. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một thau nước vo gạo. Các bạn sử dụng nước vo gạo cho nó hơi đặc đặc một tí. Và bây giờ mình sẽ cho hết đu đủ mình đã bào, mình cho vào nước vo gạo mình ngâm cũng trong khoảng thời gian là 6 tiếng đồng hồ luôn nha các bạn. Trong thời gian ngâm thì mình sẽ cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh luôn. Thì mình sử dụng nước vo gạo để thay thế cho vôi trong. Trường hợp mình không có mua được vôi ăn chậu á các bạn thì mình sử dụng nước vo gạo là tiện nhất. Rồi riêng đối với khóm thì các bạn sẽ cắt nhỏ. Mình cắt dọc thế này nè các bạn. À, đối với khóm thì các bạn nhớ là mình sẽ bỏ đi cái lõi khóm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ đây nè. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái tô sạch như thế này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái khăn lược để mình đi vắt khóm nha các bạn. Giờ mình sẽ cho khóm vào. Rồi mình sẽ vắt nước. Về cái nước khóm này thì các bạn khoan hả, bỏ đi các bạn giữ lại nha. Rồi cái nước khóm này thì các bạn sẽ nhớ là mình sẽ hớt bỏ cái bọt này nè, bọt trắng này mình bỏ đi. Rồi đây là đu đủ mình đã ngâm vào trong nước vo gạo được 6 tiếng. Và gừng thì mình ngâm ở trong hỗn hợp đường và muối cũng được 6 tiếng rồi. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra và mình rửa qua với nước nha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một nồi nước như thế này, mình nấu cho nó sôi. Mình cho vào đây một muỗng cà phê muối. Rồi cho vào đây nửa quả chanh. Rồi bây giờ mình sẽ cho gừng. Mình sắc sợi nè, mình cho vào mình luộc nha các bạn. Mục đích mình luộc gừng là để cho gừng nó bớt đi cái vị cay. Mình sẽ luộc qua hai nước nha, mình luộc hai lần. Còn mà các bạn nào mà ăn cay giỏi thì các bạn chỉ cần luộc qua nước sôi như thế này một lần thôi. Rồi ha, các bạn sẽ luộc gừng với mức lửa nhỏ vừa trong khoảng thời gian là 10 phút. Hết 10 phút thì các bạn sẽ vớt ra và mình sẽ thay nước khác và mình sẽ luộc lần 2. Nếu như các bạn muốn cho gừng của mình ít cay, còn mà bạn nào mà ăn cay giỏi thì các bạn chỉ cần luộc đúng 10 phút. Lần thứ nhất này thì các bạn tạm dừng, mình không có luộc nữa.
Nhưng mà với mình á, thì mình ăn cay dở cho nên là mình sẽ luộc gần 2 lần nha các bạn. Rồi ở cái lần luộc gần thứ hai thì các bạn không cần phải cho nước chanh vào nữa nha. Mình chỉ chờ cho nước nó sôi rồi các bạn sẽ cho gừng vào. Mình luộc cũng 10 phút với mức lửa nhỏ vừa. Rồi tiếp theo các bạn cũng sẽ bắt lên bếp cho mình một nồi nước khác để chúng ta đi trần đu đủ. Bây giờ mình sẽ cho đu đủ vào, mình trần qua trong khoảng thời gian là 3 phút thôi nha các bạn. Đối với đu đủ thì mình không cần phải trần quá lâu. Rồi đây là đu đủ sau khi mình đã trần qua nước sôi khoảng 3 phút thì mình sẽ vớt ra, mình cho ra ngoài một cái xề như thế này nè. Đó, rồi mình để cho nó ráo nước nha. Rồi đối với gừng thì mình cũng luộc qua với 2 lần nước sôi. Đó, thì bây giờ mình cũng cho ra ngoài một cái sạn như thế này, một cái xề như thế này. Bây giờ thì để giúp cho món mứt gừng dẻo của mình nó càng ngon và càng dẻo hơn thì các bạn có thể là cho gừng và đu đủ mình cho ra ngoài nắng á, mình phơi khoảng chừng 15 phút thôi nha các bạn. Còn trường hợp mà không có nắng thì các bạn chỉ cần để cho nó hơi ráo nước, thật là ráo nước là được rồi. Rồi các bạn, sau khi gừng và đu đủ mình đã phơi cho nó thật là ráo nước rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ướp đường. Mình cho hết gừng vào một cái thau như thế này. Rồi các bạn cho đu đủ vào luôn ha. Tiếp theo các bạn sẽ cho khóm sau khi mình đã vắt nước, bây giờ mình cho vào chung luôn để mình ướp đường. Rồi với 150g đu đủ và 300g gừng thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là 400g đường. Trường hợp mà các bạn thích mứt gừng dẻo của mình ngọt hơn á, thì các bạn sẽ tăng cái lượng đường lên nha. Ở đây mình cho 400g đường. Bây giờ mình sẽ ướp cho đến khi nào đường nó tan hết đường là được các bạn. Trong thời gian mà mình ướp đường thì các bạn sẽ đậy bọc thực phẩm là các bạn cũng cho vào ngăn mát nha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho mứt gừng vào mà mình sên nha. Các bạn cứ cho hết vào. Đầu tiên thì các bạn cứ để mức lửa lớn nha. Rồi các bạn quan sát và các bạn thấy là lúc này là mứt của mình nó đã sôi lên thì các bạn sẽ cho cái nước cốt khóm mà các bạn đã vắt trước đó, các bạn cho vào. Và sau khi mình đã sên được khoảng 5 phút, bây giờ thì các bạn sẽ chỉnh về mức lửa trung bình. Mình sẽ giảm lửa từ từ nha các bạn. Rồi sau một khoảng thời gian mà các bạn nhận thấy là mứt gừng của mình nó đã gần cạn nước rồi, thì để tránh cho nó bị lại đường á các bạn, cũng như là nó bị áo một cái lớp gừng bên ngoài, bởi vì mình làm mứt gừng dẻo mà, cho nên là mình sẽ không để cho nó bị khô nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước cốt chanh. Trường hợp mà các bạn thích có cái vị chua nhiều hơn thì các bạn sẽ cho cái lượng nước cốt chanh nhiều hơn của mình. Rồi bây giờ mình vẫn tiếp tục, mình để mức lửa nhỏ vừa. Bây giờ mình chỉnh về mức lửa nhỏ vừa, mình tiếp tục mình sên cho đến khi là nó mức gừng của mình nó cạn hết nước luôn, nhưng mà nó vẫn còn đạt được cái độ dẻo thì mình sẽ tắt bếp nha. Rồi lúc này thì các bạn thấy là mức gừng của mình nè các bạn, nó vừa cạn nước như thế này thì các bạn phải tắt bếp ngay nha. Bởi vì khi mà mứt gừng của mình khi mà nó nguội lại á thì nó sẽ càng dẻo hơn nữa đó các bạn. Rồi như thế này là được rồi. Rồi mình chờ cho nó nguội bớt rồi mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức nha. Rồi bây giờ thì nó vẫn còn nóng á, các bạn sẽ cho vào đây là đậu phộng á các bạn, mình đã rang vàng và mình bóc vỏ như thế này nè. Bây giờ mình sẽ cho vào, tùy theo sở thích của các bạn mà các bạn sẽ cho ít hoặc là nhiều cái lượng đậu phộng rang. Rồi mình cho vào. Thường thì đối với món mứt gừng dẻo thì các bạn sẽ cho đậu phộng cũng như là mè rang á, càng nhiều thì nó sẽ càng ngon. Rồi ở đây mình cũng có mè trắng mình đã rang vàng luôn rồi, mình cũng sẽ cho vào luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lại một lần nữa. Rồi như vậy thì mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức nha các bạn. Quá ngon luôn. Và công thức này rất là đơn giản, các bạn sẽ có được cho mình món mứt gừng dẻo để mà đón Tết với gia đình nha. Vào những ngày mà se lạnh cũng như đặc biệt là vào dịp Tết đó các bạn, thì thường là trời sẽ hơi lạnh đó. Vì vậy cho nên là các bạn hãy thử vào bếp và làm món mứt gừng dẻo này, ăn rất là ấm bụng luôn.
Và lúc này nó còn nóng nên các bạn thấy nó như thế này ha. Khi nó nguội lại thì nó sẽ dẻo hơn. Rồi ha các bạn, đây là mứt gừng dẻo của mình nè. Lúc này thì nó đã nguội hơn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài đĩa thưởng thức nha. Đây các bạn quan sát nè, các bạn sẽ thấy ha, nó không hề bị dính lại với nhau nè. Nhưng mà đu đủ thì giòn. Đó, gừng thì nó dẻo, nó có cái vị cay. Nó có vị cay nồng, rất là thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nha. Rất là ngon luôn các bạn. Rồi đây là món mứt gừng dẻo của mình ha các bạn. Đây là thành phẩm nè. Đó, ngon chưa? Màu rất là đẹp luôn. Mình sẽ ăn thử nha. Cái vị ngọt như thế này là vừa rồi các bạn. Chua chua nhẹ, không hề ngọt gắt nha. Đu đủ thì nó giòn. Và gừng á thì mình cắn vào mình thấy nó dẻo và nó hơi có cái vị cay cay nhẹ, không cay quá. Bởi vì mình luộc gừng tới 2 lần đó các bạn. Rất là ngon luôn. Trong trường hợp mà mình ăn không hết á thì mình sẽ cho vào một cái thố thủy tinh như thế này nè. Mình bảo quản và mình ăn dần nha. Các bạn cứ để ở bên ngoài hoặc là cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Cái thố quá trời dễ thương luôn. Đó, mình cho vào. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món mứt gừng dẻo tại nhà ha các bạn. Rất là ngon luôn, màu sắc rất là đẹp. Các bạn có thể là làm món này để mà dành cho những người thân yêu, bạn bè hoặc là khách đến chơi vào dịp Tết này thưởng thức nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Để mình có thêm nhiều động lực để cho ra nhiều video, nhiều món ăn ngon hơn vào dịp sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Thank you.